hãy cảnh giác với thừa cân béo phì. Khi đứa trẻ thừa cân béo phì thì là cơ thể của nó rất là dễ mắc các cái bệnh lý về tim mạch, tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Trong khu vực thành thị thì là cái tâm lý mà thích con bụ bẫm, tâm lý chiều con cho cả smartphone ngồi cả ngày thành hết sức tai hại. Thừa cân béo phì tăng thêm những cái bệnh mãn tính không lây ở trong những năm tiếp theo cuộc đời của trẻ. Thừa cân béo phì thì gây ra rất nhiều những cái hậu quả, nguy cơ bệnh tim mạch, cao huyết áp ở cái tuổi trưởng thành, ngoài ra thì còn đa nhiễm mỡ. Béo phì làm cho em bé tự ti, vì vậy ảnh hưởng đến vấn đề giao tiếp, học hành và cuộc sống của em bé.